tới rồi, anh dẫn đây đi. À, rồi. Được rồi, tới đây được rồi. À, ok, thêm về nha. À, em ơi, em à. À, con gái, con mang tiền đến cho ba đó hả? Ba chờ con mấy ngày hôm nay rồi đó. Trời, bỏ quên cái giỏ ngoài xe anh Khiêm rồi. Nè, ba cầm lấy bao nhiêu đây tiền đi. Rồi ba làm ơn á, ba bỏ cờ bạc, ba kiếm việc gì đó ba làm đi. Chứ tôi á, đâu phải là cái máy in tiền đâu mà suốt ngày cung phụng cho ba hoài. Mày im đi. Mày tưởng mày mang vài đồng tiền cho tao là muốn giải khôn tao đó hả? Chẳng phải mày đang yêu thằng bác sĩ giàu có tên Khiêm đó sao? Mày phải dội tiền thằng đó cho tao chứ. Mày ngu lắm. Mày có nhan sắc vậy mà mày không biết kiếm tiền. Ông thôi đi. Cũng vì trước đây á, ông luôn nhồi nhét vào đầu tôi cái tư tưởng đó, cho nên bây giờ cuộc sống của tôi mới ra như vậy nè. Nhưng mà từ rày về sau, tôi sẽ không đi theo con đường đó nữa. Tôi muốn có một cuộc sống yên vui. Tôi muốn có một tình yêu thật sự. Mày mà cũng muốn có tình yêu thật sự hả? Tình yêu có mang lại cuộc sống cho mày không? Có cho quần áo đẹp không? Có cho tiền cho mày xài không? Mày đừng có nói là mày yêu thằng bác sĩ đó thật lòng nha. Hờ, bây giờ mày không muốn dội tiền thằng đó hả? Tao đi kiếm nó vậy. Bà thôi đi. Bà mà làm gì đụng chạm tới ảnh á là không có được đâu. Bà mà làm tổn thương ảnh là tôi cắt luôn diện trợ của ba đó. À, thì ra mày đang yêu hả? Anh sao anh ở đây vậy? Em để quên cái giỏ. Mà anh không biết nhà em ở đâu, anh có hỏi hàng xóm thì họ chỉ qua đây. Đi. Ra xe, đi với anh. Nè, vô nói với bà là... Dạ. Nói là ông Tư để quên chìa khóa, không có vô nhà được. Bây giờ nói bà Tư á, chạy về đưa chìa khóa cho ông Tư gấp, nghe không? Ừ. Dạ. Nhớ không? Dạ biết rồi. Đó là ông Tư đang bị quên chìa khóa ở nhà. Dạ. Nhờ bà Tư chạy về để mở cửa cho ông Tư, nghe không? Nghe dạ. Đi đi. Bà ơi bà, chồng bà kêu bà ra ngoài một chút. Ủa sao ông không vô đây? Kỳ vậy. Hình như ông để quên chìa khóa rồi. Cái ông này lần nào cũng vậy, lúc nào cũng quên tới quên lui vậy hả? Nè con, bây giờ con đứng chờ ở đây nghe không? Má ra má đưa chìa khóa cho ba xong rồi má vô liền, không có được đi đâu nghe chưa? Em coi chừng nói giùm tôi chút xíu nghe. Dạ. Ta đi ra lâu chút xíu mà cũng không đứng chờ được. Ủa, Mai Anh, Mai Anh à, Mai Anh, Mai Anh ơi, Mai Anh, Mai Anh, Thank you.
Ông ơi, có tin tức gì chưa không? Bà già hai thứ tóc rồi mà sao bà dễ tin người như vậy chứ? Trời ơi, con nhỏ đó nó nói trúng phốc à. Thiệt á, tôi không có ngờ bây giờ nó lại như vậy chứ. Tại sao bà không dắt Mai Anh đi theo? Bà biết nó mà, mà sao bà để nó có một mình vậy? Bà biết là nó không có tỉnh táo mà. Trời ơi, tôi sợ ông chờ lâu rồi ông nổi nóng, cho nên là tôi chạy đại ra tôi đưa chìa khóa cho ông. Ai ngờ đâu, ông mắc cười thiệt á. Nó là con của tôi, nó bị bắt cóc như vậy, ông nghĩ sao vậy? Dì Dưỡng. Con, bây giờ rồi? Đừng có cãi nhau nữa. Con đã báo với dân phòng rồi. Vậy hả? Họ nói là sẽ cố gắng tìm giúp mình, chắc là cũng sớm tìm được thôi. Mà bà má, má anh sao rồi má? Đã tìm được tung tích cũ chưa? Con vừa nghe anh hai báo là con bỏ hết công việc về liền nè. Tao vừa mới báo với dân phòng rồi, sau 24 giờ nữa nếu không tìm được Mai Anh thì mình phải báo lên công an. Cái gì? 24 giờ nữa? Sao anh không báo công an luôn đi? Anh biết vợ em không được tỉnh táo rồi, xa nhà suốt 24 giờ như vậy làm sao cổ xoay sở được. Mày giỏi quá hả? Vậy mày đến công an mày làm việc đi. Cái gì cũng phải có quy trình chứ. Mày á, chắc là quen sung sướng, quen được cung phụng rồi, tới bây giờ muốn cái gì được nấy hả? Cổ là vợ của tôi lo cho cổ là sai sao? Nếu mày lo như vậy, vậy thì tại sao mấy ngày đầu mày không về đây chăm sóc cho mày anh đi? Bây giờ mày anh xảy ra chuyện rồi, mày đứng đây mày làm ra vẻ như là lo lắng lắm vậy. Anh muốn nghĩ về tôi sao cũng được hết, nhưng bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải đi tìm tung tích của Mai Anh, cho dù bằng bất cứ giá nào con phải tìm được. Mai Anh! Chị thử đi Dương. Em à, bộ em không nhận ra anh hả? Anh đã đến nhà em nhiều lần rồi, em nhớ không? Bây giờ anh sẽ đưa em ra đây hóng mát với con gấu cưng này, một lát nữa anh sẽ đem về, ngoan nha. Nha. Ừ, ngoan. Bây giờ em tắm xong đi. Đó, xong kìa, xuống đi. Mình bước xuống đây, bước xuống cho nó dễ nha. Từ từ thôi, coi chừng té đó nha. Xin lỗi mẹ, anh không muốn hai đứa mình phải ra nông nỗi như ngày hôm nay đâu. Nhưng mà mày phải trở về chăm sóc cho mẹ anh đi. Tới khi nào quấy không còn nữa, mày muốn làm cái gì đó thì mày làm, nhớ chứ kỹ đó. Nếu mày không về, ta sẽ cho cả cái bệnh viện này biết mẹ là vợ của mày. Cỡ tụi con đi ngang đây không? Ê, dạ không. Đang tìm vợ hay tìm con rồi chú hả? Chú có thấy cô gái nào tóc dài đi ngang đi không? Không thấy anh ơi. Thì tội quá ha, biết ai đâu hỏi.
À mấy chú ơi, mấy chú có thấy cô gái nào tóc dài dài đi ngang đây mà nó hơi khờ khờ không? Không thấy chú, dạ không thấy chú. À, cảm ơn mấy chú nha. Dạ dạ. Giờ sao Dương Tư? Thì đi tìm tiếp chứ sao? Dạ. Đi con. Thiệt tình, không biết giờ này nó ở đâu nữa. Trời ơi, hỏi ai cũng không biết hết. Bây giờ làm sao đây? Chắc là mày anh ham chơi quá nên đi lạc. Dường cũng đừng có lo quá. Thôi bây giờ vậy, con đi một hướng, Dường đi một hướng, chia nhau đi tìm nha Dường. À, vậy cũng được. À, con đi hướng này đi. Dạ. Em sao vậy? Làm cái gì mà hốt hoảng dữ vậy em? Em, có chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Có chuyện gì? Sao hôm nay đi làm trễ? Ủa gặp ma hay sao vậy? Em thấy. Em thấy cái gì? Em. Hả? Em thấy cái gì? Y tá Tuyết, con bị sao vậy? Tự nhiên thấy tôi giật mình, bộ tưởng tôi là ma hả? À, tại vì hồi nãy tôi. Tôi cái gì? Cô có biết sợ ai bao giờ đâu. Tôi mới vừa thấy một vụ tai nạn rất là thảm khốc. Trời ơi, thấy tai nạn thôi mà em cũng hoảng sợ dữ vậy á hả? Cô đã chọn làm ngành này mà cô nói là cô sợ xác chết và cô sợ máu. Vậy tốt nhất xin nghỉ việc đi, chọn ngày khác mà làm. Viết đơn đi, tôi sẽ nói hộ cho. Để sếp duyệt cho cô nghỉ sớm. Nè em, nè, nè em bị sao vậy? Tự nhiên cái gì mà hốt hoảng vậy? Mà anh thấy là em lạ lắm luôn. Bình thường bác sĩ Minh mà nói cái đó là em đớp lại rồi. Hồi đó mà hiền dữ vậy, im re vậy. Nói anh nghe đi, có chuyện gì? Bình thường thí dụ như mà những cái ca mà tai nạn mà máu me đầy mình vậy em đâu có sợ. Bây giờ em đi ngoài đường em gặp tai nạn, có gì đâu mà em phải hoảng hốt như vậy. Thôi được rồi, nè 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 nè, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Anh sẽ không hỏi nữa, được chưa? Bình tĩnh lại. Mai Anh ơi, con đang ở đâu vậy? Con có biết là má lo cho con lắm hay không hả? Trời ơi, con đi đâu vậy? Mai Anh ơi là Mai Anh. Sao rồi ông? Có tin tức gì của con Mai Anh không hả? Ông có gặp nó hay không hả? Sao ông không trả lời tôi? Ông có đi tìm nó hay không vậy? Kìa con ơi con, có tin tức gì của Mai Anh hay không hả? Con có biết tin gì về nó hay không hả? Con biết nó ở đâu đúng không? Hả? Dì à, dì nghe con nói đi. Con nghĩ là Mai Anh đi lạc ở đâu đó thôi. Mình sẽ tìm được Mai Anh mà. Dì thấy lo lắm. Dì không thở được. Không biết có khi nào nó. Dì nó... Dì bà. Bà hả? Bà đừng có nghĩ bậy như vậy. Nó không sao đâu, nó sẽ về mà. Nhưng mà bây giờ nó ở đâu chứ? Trời ơi, bây giờ ở bên ngoài có ai lo cho nó hay không? Rồi nó có ăn uống được gì không? Rồi nó có lạnh không hả ông? Tất cả là tại tôi hết mà.
Gì vậy? Trời ơi, con tôi bị như vậy mà tại sao tôi lại lơ là? Tôi không có trách nhiệm với nó như vậy chứ. Tôi là người mẹ thiệt là tệ mà. Bà làm như vậy rồi bà đổ bệnh, con nó về rồi ai lo cho nó, ai chăm sóc cho nó? Giờ này không biết có ai thương tình cho nó ăn gì không. Chắc nó đói lắm ông ơi. Đêm khuya khoắt như vậy nó đi đâu được chứ. Bà má, anh hai, mà anh về chưa vậy? Chưa. Con cũng đã đi tìm khắp nơi, nhờ cả bạn bè giúp nữa, nhưng mà cũng không có tung tích đâu hết. Cô ấy đang ở đâu vậy chứ không biết nữa. Hào. Dạ. Con đã báo công an rồi phải không? Vừa nghe anh hai báo tin là con đã báo công an rồi. Ba yên tâm đi, hy vọng sẽ sớm tìm được mấy anh. Ba má đã ăn gì chưa? Ăn gì nổi. Ai cũng lo lắng, không có ai còn tâm trí đâu mà ăn. Biết là lo, nhưng mà mọi người phải ăn để lấy sức chứ. Chứ để trước khi mà anh về, ai cũng kiệt sức rồi chăm sóc cho cô ấy đây. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Má phải ăn chứ, má phải ăn để còn lo cho con chứ. Tôi phải ăn chứ, tôi ăn để tôi còn lo cho con bà, tôi nữa chứ. Dạ, bình tĩnh lại bà. Dượng, hả? Thôi để con chạy ra ngoài có mua cái gì về đây, để cho dì với Dượng ăn nha. Thôi con đi đi, mua cái gì ăn cho nó tiện. Dạ. Nhanh lên nha. Kìa bà, đừng có khóc nữa. Từ từ rồi tính. Bà làm cái gì vậy? Bà làm cho tôi cũng thấy rối luôn đi nè. Ủa Linh, sao vậy con? Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy con? Dạ. Có gì không con? Em đã tìm được mấy anh rồi đúng không? Mấy anh đang ở đâu nào? Chuyện gì? Đây nè, anh xem đi. Hả? Cái gì trời vậy? Trời ơi vậy? Trời ơi con tôi. Là sao? Nó làm sao vậy nè? Dạ con cũng không muốn tin đâu, nhưng mà cái bộ đồ này với con gấu bông thì đúng là Mai Anh rồi. Chắc không phải đâu bà ơi, chắc không phải nó đâu. Người giống người thôi mà. Dù nó đâu mà gì đứng đi. Thôi, thôi đi đi. Con tôi. Đi, con đưa gì đi. Đưa gì tới đó nhanh. Dạ. Bà ơi, bình tĩnh bà ơi. Mẹ anh ơi. Tôi biết con thái ai chị thuê vậy ta? Biết ai đâu mà giờ đâu? Mẹ anh ơi. Bên đó xây dựng. Phải không? Phải người nhà không? Chắc coi mới biết được chứ. Chỉ nhìn vậy cũng đâu có biết được. Ông ơi! Ông ơi! Gì? Dượng? Gì? Bà, gì? Bà tỉnh dậy bà ơi! Gì? Bà ơi! Bắt máy đi Minh! Mày bắt máy đi Minh! Mày anh! Mày bắt máy đi Minh! Mày mau bắt máy đi! Mày bà ơi! Đầu lại mày! Mày mau bắt máy đi! Con ơi! Em vô đi. Dạ. Trời ơi cái này đẹp quá à. Em thử bộ này nha. Ừ. Bên này nữa nè. Anh ơi cái này đẹp quá à. Em cũng thích nữa. Thích thì lấy. Em ơi. Dạ. Lấy tất cả những cái nào giờ anh thích nha. Ủa? Dạ, chờ chút nha. Anh định mua hết thiệt hả? Tại em thích mà. Thôi phí lắm. Mình thuê được rồi anh. Mình mặc có một lần thôi mà. Có sao đâu. Để sau này làm kỷ niệm. Chắc chắn con của mình sau này nó sẽ thừa hưởng nét đẹp kiêu sa của mẹ nó. Khi đó nó sẽ được mặc những bộ sa rê lộng lẫy như vậy, giống mẹ nó. Anh này.
Đẹp không anh? Đẹp. Đẹp thiệt không đó? Đẹp. Mình đi coi tiếp đi. Lỗi tại tôi. Tại tôi. Tại tôi hết. Nếu như bữa đó tôi không bỏ đi như vậy thì đâu có xảy ra cớ sự như vậy. Là tại tôi. Là gì? Tại tôi hết mà. Mà xin lỗi con Mai Anh ơi. Dì ơi, chuyện đã xảy ra không ai muốn hết. Dì đừng tự trách mình nữa. Vì mà như vậy Mai Anh sẽ đau lòng mà không siêu thoát được đâu. Linh à. Dạ. Con cũng ở đây mấy ngày nay rồi. Chắc là con cũng mệt dữ lắm ha. Cô về nhà nghỉ ngơi đi cho nó khỏe. Ở đây đã có dì Dường và thằng Hào lo rồi. Con đừng bận tâm nữa nghe. Em cũng đã mệt lắm rồi. Về nghỉ ngơi đi, còn đi làm nữa. Nhưng em không sao mà. Với lại để con ở lại phụ giúp cho dì Dượng, chứ ai cũng đã kiệt sức hết rồi. Không sao đâu, anh sức đàn ông mà, anh chịu được. Nghe lời anh đi em. Ừ. Vậy để ngày mai em sẽ quay lại. Dì ơi, dì ráng uống miếng sữa đi cho lại sức. Không, dì không uống nữa. Dạ, thưa Dượng, con về. Con về đi. Em về trước nha. Ừ. Đi cẩn thận đó. Mày nói đi, mẹ ở đâu? Tại sao tao điện thoại qua mà không được vậy? Mẹ ở đâu? Mày có biết là em bị mất cái điện thoại. Em lại có mấy cầm mũ nguy hiểm, không thể bỏ đi được. Vừa xong là em chạy về nhà liền nè, không thấy hả? Vừa về tới đầu hẻm là nghe người ta báo mấy anh đã. Em đi còn không muốn nổi nữa kìa. Mà anh ơi, sao em lại bỏ anh mà đi chứ? Sao em lại có thể làm như vậy với anh chứ? Sao em không ở nhà mà đi đâu để xảy ra cớ sự như vậy? Mà anh ơi, anh còn nhiều điều muốn nói với em mà. Thôi đi, cậu đừng có than khóc ở đây nữa. Đừng có nói những lời như vậy nữa. Còn mấy anh nói mà nghe được nó sẽ buồn lòng lắm đó. Cái đó còn sống, tại sao cậu không yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho nó? Để nó chết rồi cậu than khóc làm cái gì? Phải, tại con. Tại con lo kiếm tiền để mong đem lại được cuộc sống đầy đủ sung túc cho cô ấy. Mà không nghĩ cô ấy lại ra đi sớm như vậy. Là tại con. Tại con đã không dành thời gian ở bên cạnh cô ấy. Để cô ấy bỏ nhà ra đi rồi xảy ra cớ sự như vậy là tại con. Tại con hết. Mẹ anh ơi, tất cả là tại anh mà. Mấy ngày nay cứ lo lỡ cô ta phước lớn mạng lớn được ai đó cứu sống. Bây giờ thì yên tâm rồi, không cần lo lắng cái gì nữa. Mẹ anh ơi. Hãy subscribe.